quay trở lại với kênh YouTube của Nguyệt. Hôm nay là đơn hàng 3g saffron, 25g đông trùng cho anh khách bị mất ngủ và muốn cải thiện chức năng sinh lý. Anh khách này là đã tái mua lần thứ hai rồi. Trước đây khi mà anh ấy tìm đến Nguyệt á, thì anh ấy bị mất ngủ thường xuyên, do công việc của anh ấy là thường xuyên là chạy show, cũng như là sau khi mà bị hậu Covid á, thì anh ấy bị suy giảm chức năng sinh lý rất nhiều và anh ấy đã tìm đến Nguyệt. Và rất là may mắn rằng cái sản phẩm saffron ngâm mật ong biết với đông trùng hạ thảo đã giúp anh ấy cải thiện được cái giấc ngủ cũng như là cải thiện được cái chức năng sinh lý. Thì ngày hôm nay thì mình làm cái video này để xay ngâm 3g saffron với 25g đông trùng cho anh khách nhà Nguyệt nhé. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị đó là 3g saffron sợi, 25g đông trùng hạ thảo mà đã ngâm mật ong trước đó rồi ha, táo đỏ kỹ tử, phủ thủy tinh 500ml, mật ong và máy xay hạt, muỗng gỗ. Bây giờ thì chúng ta cùng tiến hành xay ngâm nhé. Đầu tiên là mình sẽ bỏ 25g đông trùng mình đã ngâm sẵn mật ong như thế này vào cái hũ thủy tinh. Tiếp theo là mình sẽ bỏ phần táo đỏ mà đã cắt ra từng miếng như thế này và kỹ tử ha, bỏ vào đây luôn ha. Mình sẽ xay 3g saffron sợi ra nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của Nguyệt. Nguyệt hy vọng là sau cái video này, những ai mà đang bị mất ngủ và có vấn đề về sinh lý thì hãy inbox cho Nguyệt qua số Zalo 0983003124. Nguyệt sẽ tư vấn kỹ hơn về cái bệnh lý cũng như là cái liệu trình phù hợp để cho chúng ta sử dụng thể mang lại được cái hiệu quả tối ưu nhất nhé. Nếu các bạn yêu mến Nguyệt thì hãy cho Nguyệt một lượt like và một lượt đăng ký để cho Nguyệt có thêm nhiều động lực để làm thêm thật là nhiều video thật hay và ý nghĩa để gửi đến tất cả mọi người nhé. Bye bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.